Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên xin chúc quý vị luôn gặp nhiều vạn sự may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 9 âm lịch, được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối, cho nên trong thời điểm này, tuổi Mậu Tuất sẽ được nâng đỡ, che chở rất nhiều, công việc hanh thông, thuận lợi, làm gì cũng được suôn sẻ, may mắn. Con đường tài lộc trong tháng này luôn rộng mở với gia chủ. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để nắm được vận trình tài lộc của mình trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 có mệnh Bình Địa Mộc, là người thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Đây còn là con người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân nếu cần thiết và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng, yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy, họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn và gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Mậu Tuất là người có năng lực làm việc nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên vì không có khả năng biểu đạt nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Tuổi Mậu Tuất mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường nên họ không có nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung, trọng hậu để đối đãi với người khác. Sức khỏe của gia chủ tuổi Mậu Tuất trong tháng 9 âm lịch không được đánh giá tốt, suy yếu đi nhiều, cần đặc biệt quan tâm đến các bệnh liên quan đến huyết áp. Gia đình cũng sẽ gặp chuyện buồn đưa tới, vợ chồng, con cái không được vui vẻ, dễ xảy ra bất hòa. Vậy nên trong tháng cần điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp với gia đình, con cái, tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Canh Dương Kim nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Tuất nếu có cơ hội thì nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, quý gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bạn nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Tuy nhiên dù sao thì gia chủ cũng đã là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, Thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tình hình tài chính khá tốt đẹp. Về cơ bản, gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Tuy nhiên, mức chi tiêu của gia chủ trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho gia chủ rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, có được khoản tiết kiệm phòng bệnh tật, ốm đau sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Sa Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
Tháng này gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, không nên lao động quá sức, đặc biệt là khi đối diện với những biến cố của cuộc sống. Người tuổi này tránh suy nghĩ quá nhiều bởi mọi chuyện đâu khác có đó. Người cao tuổi thường gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp, thần kinh, cần rèn luyện sức khỏe hợp lý, không làm việc quá sức. Các gia chủ tuổi Mậu Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho các gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958. Những người tuổi Mậu Tuất cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc bao dung cho nhau. Tháng này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ của gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ thành Hòa cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Mậu Tuất trong tháng 9 âm lịch sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 9, tức ngày 6 tháng 10 dương lịch năm 2022 có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 9, tức ngày 18 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Họa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Tuất trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 9, tức ngày 5 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộng. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 9, tức ngày 17 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Mậu Tuất trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống, có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.